Chúng ta sẽ cùng nhau mô hình các cái đối tượng trang trí trên cái bàn như sau. Các bạn về khối tiêu chuẩn, chúng ta vẽ cylinder, kích hoạt auto width, vẽ trên cái mặt bàn này. Chúng ta đổi màu cho dễ nhìn. Với cylinder này chúng ta không tăng lưới theo chiều cao. Tôi có thể cho radius là 40 hoặc 50. Cái chiều cao cho 5 thôi. Số size cho 30. Chúng ta cùng nhau vẽ một cái đĩa con vật đối tượng qua polygon. Nhấn phím số 4 trên bàn phím. Chọn polygon, chuột phải. Chúng ta insert vào 1.5. Đồng ý. Bây giờ chúng ta chọn bề mặt này. Giữ shift, chọn thêm bề mặt thứ hai để nó chọn vòng xung quanh các bề mặt. Bây giờ chúng ta extrude lên 10, đồng ý. Chúng ta dùng lệnh scale, nhấn phím R trên bàn phím. Các bạn đẩy theo hai cái trục XY này. Sau khi thấy vừa ý, chúng ta dừng lại. Về cạnh, chọn cạnh biên này, nhấp nút hai lần vào để chọn xung quanh. Các bạn chọn chamfer, tăng cường độ lên. Sau đó chúng ta nhấn vào dấu cộng một lần nữa để nó bom mềm cái đối tượng này. Ok. Nếu cái đĩa này quá to, các bạn có thể dùng lệnh scale kéo xuống một chút xíu nữa cho nó vừa. Bây giờ chúng ta sẽ mô hình miếng phô mai bên trong. Tôi tiếp tục chọn cylinder, vẽ từ trong này ra. Radius 25, chiều cao 15, kích hoạt slide on. Cái này các bạn có thể tăng giảm một cách tự nhiên. Đó, chúng ta di chuyển đối tượng này vào bề mặt F, Z, bên F3, di chuyển lên trên cho vừa tiếp xúc là ok. Và miếng phô mai trông tự nhiên hơn, chúng ta sẽ làm mềm các biên dạng cạnh. Các bạn chuột phải Convert to Edit Table Poly, nhấn phím số 2. Chúng ta chọn lần lượt các cạnh sau. Để chọn nhanh, các bạn nhấn Alt Plus Q hiện mỗi đối tượng phô mai thôi. Nhấn F, Z, các bạn chọn Window, kéo chọn. Control kéo chọn. Bây giờ chúng ta chọn thêm các cạnh bên này. Control chọn thêm. Sau đó chúng ta chuột phải Chamfer và tăng cái số segment lên cho nó mềm hơn, giống miếng phô mai hơn. Tôi sẽ đổi cái màu khác cho nó thực tế hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm các cái lỗ ở trên này để cho nó giống hơn nữa. Chọn về khối cơ bản, chọn Sphere, chọn Auto Width, vẽ trên bề mặt này. Bây giờ chúng ta về mặt top, sau đó phân bố sao cho nó hợp lý. Các bạn dùng lệnh scale để cho có to có nhỏ cho nó đẹp hơn. Các bạn cứ kéo ra rồi scale sau cũng được. Ok. Tiếp sau, các bạn chọn hết các đối tượng này.
chọn dạng crossing, kéo âm xuống để chúng ta đục rỗng bề mặt bên dưới. Chọn khối này, compound shape. Bây giờ chúng ta sẽ dùng pro problem, chúng ta tạp pick, sau đó chuột phải hết lệnh chọn lại, chúng ta lần lượt pick các đối tượng này. Sau khi pick xong thì nếu không ai chúng ta đã hoàn tất. Các bạn bấm vào bóng đèn để hiện lại các đối tượng. Bây giờ nhấn phím E, chúng ta sẽ copy ra nhiều miếng. Chúng ta xoay, chúng ship. Các bạn có thể làm cho nó nghiêng đi, cho nó tự nhiên. Để vừa tiếp xúc với các đối tượng này thôi. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái khăn trải bàn bên dưới này. À, về các khối cơ bản, về tấm plane. Nếu vẽ trên không được thì chúng ta vẽ trực tiếp xuống bề mặt lưới dưới này. Đổi cho nó cái màu khác. Kích cỡ 200, 150 thôi. Đó các bạn so hàng, kéo lên trên này. Alt A, Z, Min Max. Ok, và chúng ta di chuyển tự do vào trong này. Các bạn dùng lệnh sao lên này, chúng ta đẩy khối lên, đặt hắt. Nếu muốn chúng ta xoay thì một góc cho nó đỡ cứng. Nhấn R nếu chúng ta muốn phóng to lên. Tôi chọn cái đĩa, Ctrl chọn thêm và nhóm đối tượng này lại với nhau. Chúng ta di chuyển sao cho nó hợp lý thôi. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái đĩa và miếng phô mai cộng với một cái miếng lót trải bàn. Ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn mạch thêm một cái file vào để gộp các cái file chúng ta có sẵn từ nhiều file thành một file. Để gộp file chúng ta làm như sau: các bạn bấm biểu tượng góc này, chọn import, nhưng mà chưa vội chọn thì chọn con trò chuột tới thôi, và chọn mạch. Tôi tìm đến cái file mà tôi có sẵn ở đây, chúng ta mạch cái ly trước chúng ta vẽ vào. Các bạn open lên. Ở đây chúng ta chỉ có một cái group thôi. Các bạn chọn all và ok. Nếu mà nó trùng vật liệu hay trùng tên, chúng ta apply và duplicate auto rename. Thì cái ly chúng ta đã vào rồi. Chúng ta so hàng, đưa cái ly lên trên mặt bàn này. Ok. Thì lập tức chúng ta có cái ly. Nếu mà quá lớn, các bạn nhấn phím R, chúng ta sẽ thu nhỏ lại một chút cho hợp lý hơn. Và so hàng xuống. Chúng ta xoay đi cho nó tự nhiên. Có thể để bên này. Bên này chuyển qua đây. Cái ly chúng ta đang group, và bây giờ chúng ta sẽ cho cái màu cho nó nhẹ hơn một chút xíu. Các bạn open group ra. Chọn cái này và cho nó màu khác. Ok. Và tôi group close đóng lại. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ copy qua bốn cái ghế. Bạn để shift copy và mirror qua trục x. Ok, chúng ta tiếp tục mirror qua trục y nếu muốn. Các cái ly này chúng ta có thể đặt cách tự nhiên và xoay nó đi một góc ngẫu nhiên cho nó hợp lý hơn. Tôi sẽ tiếp tục gộp thêm các đối tượng khác làm mấy đối tượng trang trí. Các bạn vào file import, chọn map và chọn đến hoa trang trí, open lên.
Tôi chọn group 001 tại vì đây nó tồn tại hai nhóm và tôi xác định là tôi chỉ lấy cái nhóm này thôi. Tôi chọn nhóm và ok. Chúng ta cũng nhấn apply on duplicate how to rename. Có vẻ như tôi vẫn chưa nhìn nó ở đâu thì thực ra nó ở đây này. Chúng ta nhấn phím VK di chuyển đối tượng này lại gần. Nhấn Alt lại A, cho hàng vào cái bảng cho nó lên. Min max Z, ok. Di chuyển gần lại, nó khá là lớn. Các bạn dùng lệnh scale, nhấn phím R, thu nhỏ lại và cho hàng lại. Đây là đối tượng trang trí của chúng ta. Vậy là tôi cùng các bạn đã hoàn thành bài học và ví dụ để ứng dụng Polygon, ứng dụng thực hành làm ra cái bàn và các đối tượng trang trí.